thằng cháu. Ô cô đụng nát, con làm cái gì mà lên tận Hưng Yên nhà cháu ấy? Giờ mày ở đây mày làm cái gì mà cái xưởng nó to thế? Ui giời ơi, xưởng nhà cháu là xưởng Đức Ninh Silicon nhá, chuyên thu mua phế liệu silicon nhập khẩu trên toàn quốc. Thế mày thu mua nhiều thế này thì mày có cái gì bán cho cô không? Trời, có đi người không mà có đòi lên nhà xưởng nhà cháu để mua đồ. Tuổi gì? Đem hết tất cả đồ đạc ra đây. Ui giời, có mỗi cái con xe chở hàng đấy mà đòi chở đồ nhà cháu á? Tuổi gì? Nhanh nhanh lên. Thế thôi tao về nhỉ. Mà tao dặn nhá, từ sau là đừng có gáy nhá. Nên nhớ, mày chỉ có một cái mồm để ăn cơm rồi đấy. Cô đừng có tình tướng nhá. Cháu mà gọi sếp cháu ra đây nhá, cô biết tay. Mày giỏi mày gọi ra đây. Sếp ơi. Gọi cái gì đây? Sếp cháu ra rồi nhá. Sếp mày là thằng nào? Thằng cu đanh. Cô đồng nát. Ôi trời ơi, tuyệt vời quá. Ui dồi ôi, trong trọng này mày lớn thế, trời ơi. Mấy năm không gặp mà mày mở được cái xưởng silicon to nhất cái Hưng Yên này, ui đẳng cấp thật đấy. Nhờ cô năm xưa giúp đỡ cháu đấy mà bây giờ cháu làm cái xưởng to như này đấy. Thuê được cái thằng nhân viên đi kìa. Bây giờ cô phải về luôn đây, mình bắt tay nhau một cái cháu nhá. Tốt quá, mình ôm nhau một cái nào. Rồi. Có dịp lại gặp lại sau nhá, cô về nhá. Cô về nhá.